Em Hoàng Ô Tô Cũ xin chào quý vị các bạn. Hôm nay em Hoàng Ô Tô Cũ xin gửi tới bạn một con Kia Morning van anh chị nhé, số tự động. Con này được sản xuất năm 2014 và cũng là lăn bánh xuống đường năm 2014 luôn. Van thì anh chị đã được biết rồi, đó là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tâm ra là xe nó rất là chắc chắn và khỏe mạnh. Con này thì mới mua lại được của một chị giáo viên ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, của cô giáo. Cô giáo đi lại và bây giờ đang mùa dịch Covid là cô giáo không đi dạy đi giếc được, thế đâm ra là lại bán lại cho bên em. Con này thì hiện tại bên em đang giao bán với giá là 260 triệu đồng. Anh chị nào quan tâm hãy alo luôn theo em theo số điện thoại 0904 250 500, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp ngã ba đường 10 Uông Bí, Quảng Ninh để có thể xem xe. Con này là van Kia Morning van, được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, được sản xuất năm 2014 và lăn bánh xuống đường cũng 2014. Đấy, giá có 260 triệu đồng thôi. Màu xanh rất là đẹp nhá. Con này thì cũng nói qua về nó thì hiện tại thì bản này thì bản có túi khí nhưng mà lại thiếu là răng đúc anh chị ạ. Đấy, bốn quả đang đúc là đang chưa có, nhưng cái này thì có thể lắp được, chỉ phí thêm một tí. Còn xe có như nào, mua như nào thì bọn em quay luôn như vậy luôn. Xe được tích hợp xi nhan trên gương này, cửa nắm tay cường được mọc bọc mạ chrome, vè che mưa. Còn form dáng thì còn nguyên, biển 89D00237, đèn ai của đèn siêu pha rất là sáng nha. Đấy. Con này thì em vừa em mua được của người dân về, đâm ra chưa tuốt tát được, nên đâm ra là về bên ngoài sơn xi là vẫn còn nhiều chỗ xước sát chưa tuốt được, nhưng mà xe thế nào thì quay thế vậy luôn. Còn cam kết rằng xe không tai nạn, không ngập nước anh chị nhá. Xước sát chỉ là những cái lỗi nhỏ thôi, chứ không được tính đến là lỗi lác xe anh chị nhá. Đây ví dụ như đây, đây ba quạt, ví dụ như ba đờ sốc, ba đờ trước này. Còn xe thế nào thì quay như vậy. Mùa Covid đâm ra là quay để cho anh chị xem luôn, bán luôn. Còn anh chị có cần thiết tút tát thì anh em cũng sẽ tút tát lại cho anh chị luôn, bởi vì là nhiều xe thì anh em gặp thì em bán luôn. Gặp những khách nào họ cũng không quan tâm đến tút tát, mà họ nhìn nguyên bản xe không tai nạn, không ngập nước là họ ok rồi. Còn cái chuyện là ô tô đi lại chảy xước là nó không thể tránh khỏi được. Đây là em cũng nói luôn cho chị, em cũng sẽ đưa cho anh chị vào nội thất của con xe, xem nội thất của nó có đẹp và được trang bị những gì nhá. Đấy, tắp đi cánh cửa đầu tiên. Dòng van này thì nó chỉ có hai gương kính chỉnh điện hai bên trên, hai cánh sau là hai gương quay tay. Đấy, nhưng mà nó cũng đầy đủ là khóa cửa này, khóa cửa và mở cửa ở trên tắp đi gương chỉnh điện. Đấy, hai cánh cánh keo chỉ thì không mất một phân này. Không mất được một phần nào luôn. Kem nhập khẩu này, 2014 luôn này. 2014 nha anh chị nhá. Cam kết với anh chị là không va chạm, không ngập nước. Xe là còn zin nguyên bản. Đây này, van thì hàng ghế sau của nó thì nó là một cái băng băng tải này thôi. Nó chỉ là một cái tấm băng tải này chứ nó không được không phải là ghế. Đấy, thường nó chỉ là như này thôi, như bên em đã được độ lên hai cái tựa lưng ghế này để gia đình đi lại có thể là chở thêm trẻ con nhà kiếc này. Đấy, luật là chỉ được đi hai người, nhưng mà chở trẻ con chở kiếc tí là cũng không sao đâu. Xe này thường thường là để đi lại và đưa con cái đi học thôi. Đấy, đây là tay quay kính ở đằng sau này, thường thường thì đằng sau không ai ngồi, thế đâm ra là họ chỉ để cái tay quay kính này thôi. Đấy, van mà chỉ ra chỗ đây kéo chỉ cái này nha, không mất một phần này chị này, không mất lấy một phần luôn. Cốp của nó này, đít cốp này, anh chị nhìn ốc cốp này, kéo chỉ của nó này, không mất lấy một phần cho anh chị nha, không mất lấy một phần luôn. Đây là rãnh nước sau này, anh chị có thể nhìn thấy rõ ràng các đinh tán này, dấu vết đinh tán của nhà sản xuất này. Đây, khóa cốp này, ngoàm khóa cốp này,
thanh nước bên này này. Đây cúp đằng sau thì như một con bình thường thôi. Đây là la răng của sơ cua. Đây lại còn kèm theo một cái ốp vô lăng nữa này. Lắp cái bên này nhá. Chị nhìn này, cực kỳ sạch sẽ luôn này. Cao chỉ, không bao giờ phân nha. Không bao giờ đây em cho xem một cái cua lốp này. Cua lốp của nó này. Lượng và gầm bẹ luôn nhá. Đây, chị được vẻ này sáng choang nhá. Gầm bẹ sáng choang luôn. Không có tí mục mọt nào. Có mỗi cái cổ xà này thôi, đường dẫn ống xà này thì đặc điểm của nó là phải ăn gì rồi. Nó lổ lóng liên tục rồi. Lắp bì cánh trên này, sạch sẽ không? Chị nhìn không? Cực kỳ sạch sẽ nhá. Xe chưa dọn rửa gì nhá. Không dọn dẹp dọn rửa gì. Này, keo chỉ cánh đường nguyên này. Đây, anh chị xem bài không dọn rửa nhìn này. Đây, sàn này bẩn nhem luôn. Không dọn rửa gì. Ghế này, ghế thì còn nguyên. Không có rách dưới gì. Táp bi anh chị có thể nhìn đây, táp bi táp lô của nó này sạch sẽ. Được dán một đồng tượng. Túi khí dành cho người bên này, bản này bản hai túi khí nha. Túi khí của người lái này, vô lăng hai chấu này. Túi khí của người lái này. Bên đồng hồ là em bật đồng hồ lên cho anh chị xem này. Em khởi động lên nha. Xe chạy chuẩn 38.850 cây số này. Xăng mưa xe xăng cô giáo đổ vẫn đầy oạp luôn, ép luôn này. Xăng bây giờ rẻ đâm ra cô giáo là đổ kịch phim luôn. Và bây giờ hiện tại là Covid là cô không đi đâu được. Thế giờ là cô bán cho em. Em xin số tự động nha. Đây cần số tự động đây. Rích rác này. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này được lên màn hình rồi này. Màn hình chế độ điều hòa đây. Đầy đủ các chức năng rồi. Trần lì nguyên bản nha anh chị nhé. Trần lì nguyên bản. Đấy, em vừa mới review cho anh chị về tất cả các cái cánh cửa, đít cốp cũng như gầm bệ là xe không tai nạn anh chị nhé. Không tai nạn luôn, còn cái va quẹt bên ngoài sức sát như kiểu sức chân, sức tay, sức da mình thì là chuyện bình thường. Đấy, xe quay là em quay thế vậy. Đấy, còn lại mà để thời gian, có thời gian tút tát vào nhé thì ngon luôn anh chị ạ. Anh chị thích thì em sẽ tút tát lại cho anh chị luôn. Đây, chị cứu chịu tí chi phí thôi. Em sẽ cho anh chị xem về phần nắp capo như máy móc nhá. Nó có sách máy có chứng anh chị nhìn này. Mới mua này máy bẩn như này luôn này. Hay bình thường ra em mua về mà để review một con xe làm sao mà em này lại để nó bẩn như này, bẩn một cách kinh khủng như này. Đây, bẩn như anh chị cũng nhìn lại của nó này, cực kỳ khô tháo nhá. Bẩn như tất cả những cái dấu sơn của ốc chân máy cũng như tóc mặt máy, tóc của máy này. Không có một cái dấu vết gì sửa chữa cả này. Khô ráo khuét luôn, tất cả các dấu sơn của nhà sản xuất còn nguyên. Cực kỳ nhiều dấu sơn của nhà sản xuất. Này, bẩn thì thôi rồi. Đấy, áp quy này. Trời ơi, khô ráo đi này bẩn quá. Đây, anh chị có thể nhìn thấy cũng giảm sóc này. Đó, nét luôn nha. Sắp xì à. Cụ giảm sóc bên này nhé. Đây, đầu tai đèn bên này nhé. Đây, lóc cabo này. Nhìn ốc lóc cabo này. Keo chỉ của nó luôn này. Tất cả các chữ dập đổ dập chìm còn nguyên này. Đấy, anh chị nhìn thấy keo chỉ nhé. Còn không mất một phần nhé. Đọc qua nắp cabo này. Tem này, tem của nó còn nét luôn này. Đâm vào đây thì tất cả các em chữ này là sọc sạch, mất hết, sơn xi mất hết, không ai có thể giữ lại được. Đấy, máy lỗ êm tinh tít nhá, hơi bẩn tí đâu. Đấy, em vừa review cho anh chị về con Kia Morning Van được sản xuất năm 2014, phiên bản số tự động. Hiện tại thì bên em đang giao bán với giá là 260 triệu đồng với con xe như thế này, như hình như nguyên hiện trạng này. La răng thì chưa có. Đấy, đang thiếu la răng thôi. Đấy. Mua nào bán vậy.
bán nhanh, đường lại cái bắt tay thôi. Vâng, em vừa quay cho anh chị xem về con xe này. Hiện tại bên em đang giao bán với giá là 260 triệu đồng. Anh chị nào cảm thấy con xe này phù hợp với mình hãy alo luôn cho em theo số điện thoại 0904 250 500, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp ngã ba đường 10 Uông Bí, Quảng Ninh để có thể xem xe. Anh chị nào xem video của em hãy đăng ký kênh cho em và bấm vào nút chuông bên phải màn hình để có thể cập nhật đầu tiên những mẫu xe em quay lên, để cho anh chị được có sự lựa chọn nhanh nhất và đúng đắn nhất. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị tại video khác.